Xin chào nha quý vị và các bạn. BMW X5 2019 thế hệ thứ tư chính thức ra mắt tại Bangkok Motor Show, và chấm chỉ đôi 3 tháng và chỉ trong năm nay thôi thì mẫu xe này cũng sẽ về Việt Nam. Xin mời em quý vị và các bạn hãy làm một vòng để ngắm BMW X5 thế hệ mới nhé. Thay đổi toàn diện về thiết kế, về khung gầm, về công nghệ mới, hiệu suất vận hành cũng tốt hơn. Mẫu xe này đang rất thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân ở đây. Có đa cốp, có một người thử đa cốp nhưng mà không có chìa khóa. Những mẫu xe trưng bày ở Bangkok Motor Show không có chìa khóa để bật các chức năng điện tử lên để sờ mó, để xem. Thật là hơi đáng tiếc một chút. Vâng, anh em cho xin nhận xét rằng nếu như so với cả Audi Q7, so với cả GLE của Mercedes thì X5 này như thế nào về kiểu dáng đi. Phần đầu xe này thiết kế hoàn toàn mới này. Ở Thái Lan thì cái dòng máy dầu nó được khá là ưa chuộng. Mẫu này là X5 X-Drive 30D được trang bị gói M Sport. Còn một gói M Sport là thiên về phong cách thể thao, còn một gói X-Line là thiên về phong cách adventure. Nó sẽ khác một chút ở lưới tản nhiệt, ở cản dưới, ở bên và ở phần phía sau. X5 này kể từ khi ra mắt vào năm 1999 thì BMW đã gọi với một cái tên rất hay là Sport Activity Vehicle, xe thể thao đa dụng, chứ không phải là SUV. Rất dị. Thực ra mình nghĩ mẫu xe này bây giờ phải so với cả GLE bản mới nhất. Bản mới nhất thì vẫn chưa có ở Bangkok. Phần lưới tản nhiệt đã mở rộng hơn. Cam 360. Rồi. Đèn pha của hôm nay chỉ trang bị đèn đèn LED thôi các bạn. Bản này chỉ trang bị đèn LED. Hôm qua thì có bản được trang bị đèn laser. Đèn laser thì nó sẽ có một cái khoảng chiếu xa khoảng 500m. Còn LED thì chỉ khoảng 300m thôi. Còn bộ mâm rất đẹp. Mâm thì bản trưng bày ở triển lãm này là 22 inch. Nhưng mà nó có tùy chọn cái gói dòng M-Sport này, nó có tùy chọn là từ 20 đến 22. Thì tùy vào cái mức chi phí bạn có thì bạn sẽ đặt được các cái món đồ khác nhau. Mẫu xe này tại thị trường Thái Lan được bán với giá khoảng 4 tỷ 2 nha các bạn. Đây, rất là đông khách xem thì bây giờ mình ra đằng sau đi. Rồi. Đó, thiết kế mới của đèn hậu rất là đẹp. X-Drive 30D dẫn động 4 bánh toàn thời gian, rất nổi tiếng của BMW. Tất nhiên là bạn có thể bỏ ra tiền thêm để tùy chọn cái design cơ khí ở sau vân vân, gói off-road có rất nhiều tùy chọn. Cản dưới Oppo cản dưới trông nuột thật, có gì đấy rất nuột luôn, đẹp, nói chung là đẹp. Nhìn nó không quá cồng kềnh như X7. Bây giờ mình sẽ tiến vào phần nội thất nhá. Ở đây trên bảng kính này có dán giá tiền này ạ.
chỉ số tiêu thụ nhiên liệu đây 6,9 lít trên 100 cây, cho đường hỗn hợp 7,5 lít trên 100 km đường phố và 6,6 lít trên 100 km. Wow, không tin được không các bạn? Euro 4. Nội thất thì rất là đẹp, những chiếc xe tới từ Đức thì nội thất không bao giờ phải nghĩ cả. Đang có khách xem. Đấy, những cái trang bị M Sport này, bấm lên xuống này, những cái miếng dán. Các cái hãng xe sang thì rất giỏi trong việc cái bán thêm option. Tin tôi đi các bạn, họ cực giỏi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái cửa này ra để ngắm cái nội thất của xe nhá. Trong tất cả các dòng xe mới của BMW đã sử dụng cái lip cockpit. Các cái hãng xe Đức ngày nay, nói chung là các hãng xe nói chung ngày nay đều sử dụng một cái chuẩn chung, và sau đấy là lắp trên từng dòng xe khác nhau. Đấy, ví dụ như là BMW này sẽ dùng một cái màn hình 12,3 inch là màn hình trung tâm. Trên cái màn hình trung tâm này chúng ta có một cái hệ thống camera cực hay luôn, hệ thống camera hiển thị dạng 3D, rất nhiều góc chiếu. Mà nếu như các bạn xem lại các BMW 740 mình đã giới thiệu hay là 530 mình đã giới thiệu rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy được cái camera này nó rất khá khủng khiếp đấy. Rồi, màn hình thông tin sau vô lăng là cũng 12,3 inch, rất đẹp, toàn bộ là kỹ thuật số hết rồi. Nó cũng tương tự như cái mẫu 5 series mà mình giới thiệu thôi. Vô lăng thiết kế 3 chấu. Rồi, vô lăng này thì mình thấy nó hơi dày. Nó hơi dày. Nội thất điều hòa hai vùng. Đây là vị ai rồi, nhấn nó lên này. Có sạc không dây. Vùng này có sạc không dây, có kết nối USB. Rồi, phía bảng cần số đây. Hộp số là hộp số 8 cấp nhá. BMW sử dụng hộp số 8 cấp. Trên cái mẫu cái bản cao hơn của dòng X5 mới này thì sẽ cho khách hàng tùy chọn các gói off-road. Mình có thể chạy theo chế độ comfort này, chế độ sỏi đá, gravel này, rồi bùn tuyết vân vân. Đó, rất nhiều chế độ. Và ghế thì rất là đẹp. Bản ở Thái này cũng thiếu khá nhiều, ví dụ như là không có hệ thống hỗ trợ giữ làn này, cũng không có adaptive cruise control, cũng không có hỗ trợ đánh lái, cũng không có là lái tự động, không có lùi chuồng tự động. Đấy. Mà đã 4,1 tỷ rồi, tức là cũng thiếu rất nhiều. Ở Thái cũng vậy thôi, sẽ bị cắt đi rất nhiều. Bởi vì bên này thì cái mức thuế nhập khẩu đối với các dòng xe này cũng rất là cao. Đấy, các bạn có thể thấy này, trên gương này cũng không có cảnh báo điểm mù. Nhưng mà lại có camera 360. Camera 360 nhá, camera 360 bên gương này nó sẽ không lắp ở phần bên dưới, mà sẽ lắp bên này. Nếu mà trải nghiệm cái camera này cũng là một câu chuyện rất là hay. Rồi, hàng ghế thứ hai đây. Điều hòa chỉ có hai vùng độc lập thôi. Ở bên phía sau này cũng không có cái bộ điều khiển riêng cho điều hòa phía sau. Như vậy là so với bản giới thiệu ở Mỹ thì X5 này cũng đã bị gọi là giảm option đi rất là nhiều. Đấy. Có một vị khách ngồi thử, các bạn có thể quan sát ngay. Quan sát ngay cái không gian vào phía dưới sàn. Mẫu xe hai cầu, dẫn động bốn bánh toàn thời gian nhưng sàn khá phẳng. Đấy, khá phẳng. Như vậy ngồi ba người phía sau là khá là thoải mái. Da thì rất đẹp. Gói da, loa tùy chọn, đều là tùy chọn hết. Loa tiêu chuẩn có, loa bâu có, xin lỗi, loa Harman Kardon có, loa bâu Iskin có. Rèm chắn nắng. Bây giờ mình sẽ ra cốp sau. Cái bản ở Thái này là bản 5 chỗ.
xe này có đá cốp nhưng bởi vì là mình chưa có chìa khóa cho nên cũng không không đá được, không sử dụng tính năng đấy được. Đây, cửa mở kiểu vỏ sò. Cái này khi mà đá cốp thì nó sẽ tự động nó mở cả hai rồi nhá. Khoang sau đây ạ. Đây là những cái lẫy để gập những cái hàng ghế thứ hai, để ta có thể là gập những hàng ghế thứ hai. Nói chung cốp là khá rộng. Lốp bánh dự phòng bé, bé xíu. Cái nắp này nó lại có một cái ti đẩy lên, nên cái việc mà mình kéo, nó vừa giữ nó vừa đẩy rất hay, rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Đấy, đóng lại. Một chiếc xe sang luôn, biết cách chiều những ông chủ, những bà chủ. Đây, bây giờ mình đã sang đây rồi, các bạn có thể quan sát rõ hơn cái phần thiết kế vô lăng của xe, cũng như màn hình lift cockpit. Đấy, ngày sau xu hướng bây giờ xe Audi cũng vậy, bây giờ Audi cũng dùng một loạt màn hình và sẽ áp dụng chung trên các cái dòng xe. Những dòng xe thấp hơn thì màn hình nhỏ hơn, Mercedes bây giờ cũng vậy. Nếu như C300 AMG sẽ được màn hình to, C200 bản cao thì vẫn được màn hình to, còn xe bản thấp thì không có. Mẫu X5 bên Thái này cũng có màn hình HUD hiển thị trên kính lái, nó khoảng 7 inch và khá là nhiều thông số. Ở những cái bản đầy đủ của X5 ấy thì các bạn sẽ có được rất nhiều những cái chức năng hỗ trợ, như hỗ trợ người lái thì tự động lái, giữ làn rồi vân vân ấy, thì rất là nhiều những cái công nghệ đó. Bây giờ những xe hạng sang mà, những xe Đức thì thi đấu với nhau bằng những cái công nghệ. Thậm chí bạn có thể chọn những cái gói off-road, thì như mình đã nói rồi, ở đây chỉ là tiêu chuẩn thôi. Gói off-road, rồi gói treo thể thao, M-Sport đó. Rồi có thể chọn khóa vi sai, cơ khí ở phía sau, vân vân. Có rất nhiều tùy chọn. Hộp chứa đồ ở giữa da thì rất là đẹp, thực sự là đẹp, đường may tinh tế. Thế này có massage, khả năng cao là có massage. Massage bây giờ không là cái gì quá ghê gớm nữa. 10 năm trước đã có dòng F, dòng LF của Lexus cũng đã có rồi. Và các bạn hãy like, hãy share và hãy subscribe kênh của chúng tôi nhé, để ủng hộ chúng tôi bằng những hành động như vậy thôi. Và ngay khi về Việt Nam, chúng tôi sẽ có những cái chương trình giới thiệu chi tiết sâu hơn về cái sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.